Rồi, xin chào tất cả anh em Chèo Rio. Theo yêu cầu của tất cả anh em là được một lần để xem cái phần nội thất của cặp loa Antes Bolero 890B, một trong những huyền thoại của hãng. Thì hôm nay Khôi sẽ tháo và quay chi tiết để anh em xem qua. Lý do là như vậy, thì một số anh em bác khách lớn tuổi thì bác không có sử dụng là mạng xã hội nên là không có smartphone nên không có tra được tham khảo được. Thì hôm nay Khôi quay chi tiết cụ thể luôn ha, đó, để anh em cùng xem qua. Đó. Đầu tiên là cái hình thức của nó rất đẹp nha. Rồi không có gì để bàn hết nha, rất đẹp. Thậm chí là cái phần đít sau luôn, nhiều anh em còn chưa thấy, em đã đăng ở trên Facebook rồi. Đó, anh em thấy nó này, đẹp là đẹp như mới sản xuất, đẹp nhất miền Bắc Bộ luôn nha. Cặp loa đẹp nhất tại Lico Audio. Rồi, xong cái phần đó ha. Thông số để anh em tra thêm ha. Antes Bolero 890B. Tem nó bị bay rồi. Rồi, bây giờ Khôi sẽ nói về cái phần cấu tạo của nó nha. Đây là cặp loa được thiết kế hai đường tiếng. Hai đường tiếng, một cái cụ bass 25, anh em nhìn cái cụ loa này. Đáng thật là kinh khủng ha. Cái cặp cụ không thôi nó đã giá trị rồi nha. Đó. Rồi đó là cái cụ của Antes nè. Có cái chữ Antes. Rồi thứ hai là cái chắp còi, anh em nhìn này. Cái chắp còi này Khôi cũng tháo nó được ha, có chỉ tháo chừng này thôi. Để anh em xem là cái cỡ của nó ha. Đây nè. Rồi, cái bát là bát cộng hưởng. Bát cộng hưởng thì không có tháo ra làm gì. Nó giống như cái này nhưng mà nó không có cái cũ anh em ha. Gọi là bát cộng hưởng để hỗ trợ cho tiếng bát, thay vì cái cặp loa này sẽ làm một cái lỗ hơi thì cặp này nó không làm mà làm cụ này. Đó là về cái phần thiết kế Antes the Bolero 890B anh em ha. Loa đẹp như mới sản xuất nha. Giá cặp loa này là 12.500.000, quá hời luôn. Anh em mua cái cặp bộ này không trên eBay á, chưa có cái thùng, chưa có còi thì nó đã bán cặp này 400 đô rồi nha. Cái cặp còi này á thêm 3 triệu nữa, tính không là ship về tới đây nữa là nó mắc hơn rất là nhiều. Rồi đó là về cái cặp loa. Và tiếp theo là giới thiệu với anh em là con 5 ly. Đây, một trong những huyền thoại bất diệt của hãng Scott trong cái dòng receiver 3 số. Con này là Scott 388 trơn, một model đi vào huyền thoại rồi ha. Đi vào huyền thoại rồi. Nói chung là con này là dòng xuất tụ, đây anh em, xuất tụ ha. Thì nó được thiết kế theo dạng cổ. Chất âm của nó na ná đèn nha anh em. Hình thức còn rất là mới, rất là mới. Hàng được ship trực tiếp từ eBay về nha anh em. Dám nói với anh em luôn, không có con nào mà mới hơn được con này nha. Hoạt động nghiêm chỉnh nha. Radio được ok hết nha. Đặc biệt là con này có cái vỏ zin này. Vỏ zin cho anh em nào có hứng thú để sưu tầm nha. Thì hôm nay Khôi sẽ ghép cái bộ này để phục vụ anh em nghe nhạc. Nhưng mà lý do anh em đợi Khôi cũng mất vài phút đó nha. Tại vì Khôi quay bằng điện thoại, mình không có qua bất cứ một cái phần mềm, một cái thao tác nào để chỉnh sửa. Nên bây giờ Khôi phải lắp vào đã. Phải lắp vào rồi mới test được cái chất âm cho anh em nghe nha. Nó sẽ mất hơi nhiều thời gian. Thì anh em xem tới cái khúc này thì anh em có thể kéo qua, tua qua cái đoạn này để khỏi mất thời gian của anh em nha. Anh em thông cảm. Và trong thời gian này thì anh em có thể tham khảo thêm các cái món khác của đang quay nha. Rồi bây giờ anh em chịu khó đợi tôi trong dây đáp nha. Anh em cứ tới cái khúc này ha, thì anh em cứ kéo qua thôi, không phải mất thời gian để xem cái phần này đâu. Cái phần này là phần lắp ráp, cái phần này là phần chuẩn bị thôi, nên anh em có thể bỏ qua nha. Rồi, ok. Cảm ơn anh em suốt cái thời gian qua, nói chung là đã theo dõi ủng hộ cho Liên Khôi Audio. Nói chung có
em.